thì nó mang một cái yếu tố gần như là xương sống và sống còn của một nền kinh tế của tất cả các nước. Supply chain logistics nó cao hơn. Nó là gì? Nó là những người sẽ phải tạo ra được những cái giải pháp làm sao để mà mình vận hành và vận chuyển cái chuỗi và quản trị cái chuỗi cung ứng đó một cách tốt nhất. Your Future, Your Choice lần này mời bạn cùng Hữu Tác gặp một vị khách mời đặc biệt để tìm hiểu thông tin thú vị về ngành nghề hot. Đi thôi! Chào tất cả các bạn, thì tự giới thiệu chị là Bùi Vân Kiều, là giám đốc điều hành của công ty Adicon Logistics Management Việt Nam. Tính tới bây giờ là chị hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của Logistics và chị chỉ làm một ngành và một nghề duy nhất từ khi ra trường cho tới bây giờ. Nói rằng là quan điểm này là hoàn toàn chính xác thôi, tại vì như các bạn cũng đã biết rồi, từ thời cổ đại thì chúng ta đã có những cái con đường tơ lụa để mà vận chuyển hàng hóa từ Đông sang Tây, từ nước này sang nước khác đi bằng đường tàu thủy. Ngành logistics hay rộng hơn nữa là chuỗi supply chain ngày hôm nay thì nó mang một cái yếu tố gần như là xương sống và sống còn của một nền kinh tế của tất cả các nước. Bởi vì nếu như không có vận tải quốc tế, không có vận chuyển, không có chuỗi supply chain thì chúng ta sẽ không thể nào vận hành được hàng hóa từ nơi này tới nơi khác để đưa ra được những sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Do đó thì cái logistics và nói rộng hơn là chuỗi supply chain nó mang một tính chất toàn cầu và là một cái sự phát triển giúp cho nền kinh tế của từng đất nước được phát triển. Logistics càng phát triển thì đất nước đó càng phát triển. Nếu như ở thời trước khi mà Covid xảy ra thì chuỗi supply chain và logistics bị gián đoạn, đồng thời cũng là cái giai đoạn được bùng nổ. Và hiện tại bây giờ ngành logistics cũng đang đối mặt với sự gián đoạn của logistics và vận tải. Điều này chứng tỏ rằng chỉ cần logistics và chuỗi supply chain bị gián đoạn thì toàn bộ nền kinh tế của toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng. Do đó logistics supply chain đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của đất nước và của ngành kinh tế nói chung. Thật ra các bạn khi các bạn học về logistics và supply chain, các bạn không phải làm những công việc liên quan tới vận hành giống như vậy, tức là những bạn shipper như vậy, bởi vì nếu như vậy thì nó uổng phí cái từ nghĩa và cái giống như là cái học vị của mình trong cái chuỗi supply chain. Supply chain logistics nó cao hơn. Nó là gì? Nó là những người sẽ phải tạo ra được những cái giải pháp làm sao để mà mình vận hành và vận chuyển cái chuỗi và quản trị cái chuỗi cung ứng đó một cách tốt nhất. Nó đòi hỏi các bạn là một người sáng tạo về giải pháp, chứ nó không phải là những người chỉ đi vận hành và vận chuyển bình thường. Do đó thật ra thì chị cũng không đồng tình lắm với cái suy nghĩ đó của một số các bạn trẻ khi mà mình đánh đồng với cái từ đó. Tuy nhiên chị hiểu là tại sao nó có cái hiểu lầm đó. Ngành logistics và chuỗi supply chain là ngành đòi hỏi các bạn có những kỹ năng và có những cái kiến thức để mình là người tạo ra giải pháp. Thì khi mà mình dùng tới từ chuỗi thì các bạn cũng hiểu rằng là chuỗi là những mắt xích công việc rất nhiều, đi từ cái khâu đầu tiên là từ nguyên liệu cho đến khi cái cuối cùng là người tiêu dùng. Thật ra như các bạn cũng nhìn thấy là logistics hiện hữu ở trong tất cả các vấn đề trong cuộc sống của mình. Logistics ngắn nhỏ ví dụ như là giao nhận vận tải bình thường, hoặc là logistics giao hàng, mua bán hàng online, e-commerce. Nhưng thật ra logistics và chuỗi supply chain lớn hơn và rộng hơn rất nhiều. Các bạn sẽ phải làm những gì từ cái khâu mua hàng, từ khâu planning nguyên liệu, từ khâu vận chuyển từ nước này tới nước khác, làm thủ tục hải quan, giao tới tay người tiêu dùng, kho bãi, dự trữ và rất rất nhiều những mặt hàng khác đòi hỏi những kinh nghiệm và kỹ năng của logistics cao cấp. Ví dụ như để vận chuyển được cả những lô hàng lớn, là những cái project lớn, vận chuyển cả nhà máy, vận chuyển những cánh quạt, điện gió, thật sự đòi hỏi rất rất nhiều. Do đó gọi là một chuỗi thì tất cả các khâu trong đó đều là cơ hội công việc của các bạn. Thật ra thì ngành logistics, nếu nói ra logistics và supply chain rất rộng các bạn ạ. Các bạn có thể ứng dụng logistics supply chain ở trong tất cả các vấn đề, trong tất cả các ngành nghề ở tại các công ty. Ví dụ như chị chỉ kể sơ lược rằng các bạn có thể làm ở những công ty về xuất nhập khẩu, vì ở đó họ cũng cần về thủ tục hải quan, họ cũng cần về chứng từ. Các bạn có thể làm ở những công ty freight forwarding như bên chị, là những công ty chuyên làm về vận tải quốc tế, khai nhận, thông báo hải quan và toàn cầu. Đồng thời các bạn cũng có thể làm ở trong những tổ chức về hiệp hội, hoặc làm ở kho bãi, làm ở khai quan, và các bạn cũng có thể làm ở trường học,
tổ chức. Thật ra về ứng dụng cho logistics và supply chain thì chị nghĩ cơ hội nó nằm ở tất cả các công ty. Có thể những ngành khác không phát triển hoặc chậm, nhưng về xuất nhập khẩu và logistics thì phải luôn luôn có. Do đó là các bạn không lo lắng rằng khi mình học ra mình sẽ làm gì, bởi vì cơ hội công việc đang chờ của các bạn ở phía trước rất nhiều. Thì khi mà đại dịch Covid xảy ra, các bạn cũng sẽ thấy cũng được gọi là tạm gọi là khủng hoảng, và thật sự là khủng hoảng lớn đó. Nhưng logistics lại chứng minh được vấn đề là nếu như mình có những cái cách thức mình bắt nhanh kịp và mình có những giải pháp như chị nói. Và chính vì vậy nên ngành logistics của 2 năm vừa rồi được gọi là lên đỉnh và là golden time của ngành logistics. Thì đổi ngược lại, khi mà nền kinh tế của mình đúng là có sự ảnh hưởng khi kinh tế toàn cầu họ giảm, thì nhu cầu của logistics cũng giảm. Tuy nhiên, đối với logistics như chị nói là luôn luôn mình hãy tìm những cơ hội và giải pháp để hỗ trợ cho khách hàng của mình tiết kiệm được chi phí, để làm sao để được ra được giá cạnh tranh và vẫn làm cho kích cầu quay trở lại. Đó là một trong những cái điều mà logistics phải hỗ trợ được cho nền kinh tế. Khi nền kinh tế nó có dấu hiệu như vậy, logistics của chị có ảnh hưởng hay không? Có, tất cả các công ty về logistics cũng có. Tuy nhiên, các bạn cũng sẽ thấy đây lại là cái cơ hội giúp cho các bạn trẻ trong chính công ty của chị. Họ phải tìm tòi những cách thức khác, ví dụ như họ phải làm như thế nào về marketing, họ phải làm như thế nào để hỗ trợ được cho khách hàng. Nó lại là cái giai đoạn giúp cho sự sáng tạo của mọi người tăng hơn. Trong nguy thì có cơ, càng khó khăn thì chúng ta càng tạo ra nhiều giải pháp, tạo ra được nhiều giá trị hơn nữa cho nền kinh tế.